Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt bài 2 vần yết, yết, uất, ướt. Và các em hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cô nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của các bức tranh. Các em hãy quan sát bức tranh thứ nhất và cho cô giáo biết trong bức tranh này các bạn học sinh này đang làm gì. Các em ạ, trong bức tranh này thì chúng ta quan sát thấy được rằng các bạn học sinh đang cùng nhau chiết cây. Đây là chính là những cái cây đang được chiết ra từ cành cây. Và khi chiết ra thì chúng ta thấy là đã được thành một cây nhỏ và có nhiều rễ. Và chúng ta trồng xuống đất thì chúng ta sẽ được những cây to, tán lá to như thế này. Ở đây chính là hình ảnh các bạn đang chiết cây. Tiếng chiết có chứa vần yết. Các bạn hãy cho cô giáo biết trong bức tranh thứ hai, chúng ta quan sát thấy các bạn học sinh này đang làm gì? Các em ạ, trong bức tranh thứ hai là hình ảnh các bạn học sinh đang chơi một trò chơi. Và trò chơi này có tên gọi là trò chơi cầu trượt đấy các em ạ. Và trò chơi này là một trò chơi rất là thích thú khi các bạn được trượt từ trên cao xuống với độ cao vừa phải. Và chúng ta chơi trò chơi này thường có ở các nơi vui chơi, công viên hoặc là những trường học mầm non, chúng ta cũng có những cái chơi cầu trượt như thế này. Và tiếng trượt có chứa vần ướt trong này chúng ta học. Tiếp tục cái bức tranh thứ ba, các em cho cô giáo biết trong bức tranh thứ ba đó là hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh thứ ba đó là hình ảnh đây là một nhà tạo mẫu thiết kế quần áo. Và phải để tạo ra được những bộ quần áo này thì nhà thiết kế phải dùng máy tính để vẽ những cái thiết kế trên máy tính để may ra được những bộ quần áo cho chúng ta sử dụng. Vậy khi sử dụng máy tính thì chúng ta quan sát ở phần này người ta cần phải sử dụng đó là hình ảnh cái gì đây? Các em ạ, đây chính là hình ảnh con chuột của máy tính các em nhé. Và khi làm máy tính thì không thể thiếu con chuột được. Chúng ta có thể di chuyển con chuột để chúng ta làm việc. Tiếng chuột có chứa vần uất. Như vậy là cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần thứ tiếp theo, đó là phần luyện đọc. Yết, 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 i e tờ yết, i e tờ yết, i e tờ yết. Vần yết có i e là nguyên âm đôi đứng trước, âm tờ đứng sau. I e là âm chính, âm tờ là âm cuối. Yết, 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 i e tờ yết, i e tờ yết, i e tờ yết. Vần yết có i e là nguyên âm đôi đứng trước, âm tờ đứng sau. Và i e là âm chính, còn âm tờ là âm cuối. Các em so sánh cho cô hai vần, đó là vần yết và vần yết có điểm gì giống và khác nhau? Các em ạ, hai vần này đều có điểm giống nhau là cách đọc, đó là đều đọc là yết và có âm cuối là âm tờ. Còn khác nhau ở âm chính, đó là vần yết có ie là âm chính là y ngắn. Còn vần yết bên này có ie là âm chính, có ie là y dài. Và các em lưu ý cho cô về luật khi viết âm y thì có y đứng trước y ngắn thì có âm đầu, còn y dài đứng trước của nó không có phụ âm đầu. Tiếp tục các em đánh vần đọc cho cô. Uất, 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 uo tờ uất. Vần uất có uo là âm chính, âm tờ là âm cuối vì uo là nguyên âm đôi. Ướt, 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 uo tờ ướt. Vần ướt có uo là âm chính, âm tờ là âm cuối, uo là nguyên âm đôi. Cô mời các em đọc lại cho cô các vần này. Yết, yết, uất, ướt. Các em so sánh cho cô bốn vần này xem có điểm gì giống và khác nhau. Các em ạ, bốn vần này chúng ta thấy có điểm giống nhau là đều có âm cuối là âm tờ, còn khác nhau ở âm chính đấy các em ạ. Bây giờ cô mời các em đọc cho cô giáo mô hình sau. Âm đầu chờ ghép với vần yết, chúng ta được tiếng chiết. Chờ, yết, chiết, chiết, chờ, yết, chiết, sắc, chiết. Tiếng chiết có âm chờ đứng trước, vần yết đứng sau, thanh sắc trên e.
Tiếp tục, bây giờ cô mời các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh sau và cho cô giáo biết trong bức tranh em nhìn thấy đó là những hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh những mấu cây đang được chiết và bó lại để cho nó ra rễ đấy các em ạ. Và đây chính là hình ảnh chiết cành. Cô giáo có từ tương ứng với bức tranh, đó là từ chiết cành. Chờ yết chiết sắc chiết, cờ anh canh huyền cành, chiết cành. Trong từ chiết cành thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học? Các em ạ, trong từ chiết cành thì tiếng chiết có chứa vần yết hôm nay chúng ta học đấy. Chiết, chờ yết chiết sắc chiết. Tiếng chiết có âm đầu chờ ghép với vần yết thanh sắc trên e. Chiết cành. Tiếp tục các em quan sát cho cô giáo bức tranh. Các em ạ, đây chính là hình ảnh con người. Khi chúng ta ngửa cổ lên, chúng ta thấy ở phần phía giữa của cái cổ của chúng ta, thẳng từ cằm xuống, chúng ta thấy đây chính là phần nhô lên, hay còn đây còn gọi là yết hầu. Cô giáo có từ sau: yết hầu. Y e tờ yết sắc yết, hòa âu hâu huyền hầu. Yết hầu. Tiếng yết là được tạo từ vần yết thêm thanh sắc, chúng ta sẽ tạo thành tiếng. Như vậy là vần yết là vần khuyết phụ âm đầu. Và trong từ yết hầu thì tiếng yết có chứa vần yết hôm nay chúng ta học. Yết, y e tờ yết sắc yết. Tiếp tục các em quan sát cho cô bức tranh sau và cho cô giáo biết đây là cái gì. Các em ạ, đây chính là con chuột của máy tính đấy. Cô giáo có từ sau: chuột, máy, tính. Chờ út chuốt nặng chuột, mờ ai may sắc máy, tờ inh tinh sắc tính. Chuột, máy, tính. Trong từ chuột máy tính là từ gồm có 3 tiếng, đó là tiếng chuột, tiếng máy và tiếng tính. Các em cho cô giáo biết trong 3 từ này thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học? Các em ạ, trong từ này thì tiếng chuột có chứa vần uất hôm nay chúng ta học đấy. Chuột, chờ uất chuốt nặng chuột. Tiếng chuột có âm đầu chờ ghép với vần uất thanh nặng dưới ô. Chuột, máy, tính. Tiếp tục các em quan sát cho cô bức tranh sau và cho cô giáo biết đây là hình ảnh gì. Hình ảnh này rất là quen thuộc đối với chúng ta. Đây chính là hình ảnh chiếc cầu trượt đấy các em ạ. Cờ âu câu huyền cầu, chờ ướt trượt nặng trượt. Cầu trượt. Như vậy trong từ cầu trượt, tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học? Mời các em nhập vào phần bình luận giúp cô. Đáp án của cô là trong từ cầu trượt, tiếng trượt có chứa vần ướt hôm nay chúng ta học. Cầu trượt. Cô mời các em đọc lại cả phần này. Yết, yết, uất, ướt, chờ, yết, chiết, chiết, cành, yết, hầu, chuột, máy, tính, cầu, trượt. Như vậy cô hướng dẫn các em luyện đọc vần, tiếng và từ ứng dụng. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện viết. Các em hãy lấy bảng con, chúng ta cùng nhau luyện viết. Vần yết, chúng ta viết con chữ Y có độ cao là 2 ly. Sang con chữ E có độ cao là 2 ly. Con chữ T có độ cao là 3 ly. Tiếp tục chúng ta luyện viết chữ chiết. Chúng ta viết chữ chờ. Con chữ cờ có độ cao 2 ly. Con chữ hờ có độ cao là 5 ly. Chúng ta viết sang con chữ Y có độ cao là 2 ly. Con chữ E có độ cao là 2 ly. Và con chữ T có độ cao là 3 ly. Thanh sắc trên E chúng ta sẽ được chữ chiết. Tiếp tục chúng ta viết chữ yết y dài. Chúng ta viết con chữ y dài có độ cao là 5 ly. Con chữ E có độ cao là 2 ly. Con chữ T có độ cao là 3 ly. Chúng ta cùng nhau viết từ yết hầu. Chúng ta viết chữ yết giống như vần yết. Chúng ta chỉ thêm thanh sắc trên E, chúng ta sẽ được tiếng yết. Từ tiếng yết sang tiếng hầu, chúng ta cách một con chữ O. Chúng ta viết con chữ H có độ cao là 5 ly.
Con chữ ớ có độ cao là 2 ly và con chữ u có độ cao là 2 ly. Thanh huyền trên đầu con chữ ớ. Tiếp tục chúng ta viết vần uốt. Vần uốt chúng ta viết con chữ u có độ cao là 2 ly, con chữ ô có độ cao là 2 ly, con chữ tờ có độ cao là 2 ly, 3 ly. Chúng ta sẽ được vần uốt. Tiếp tục chúng ta cùng nhau viết chữ chuột. Chữ chuột chúng ta viết chữ chờ ghép với vần uốt thanh nặng dưới ô, chúng ta sẽ được chữ chuột. Chúng ta viết vần ướt. Con chữ ư có độ cao là 2 ly, con chữ ơ có độ cao là 2 ly và con chữ tờ có cùng độ cao là có độ cao là 3 ly. Chúng ta sẽ được vần ướt. Tiếng chuột chúng ta viết con chữ chờ. Chữ chờ có con chữ tờ 3 ly, con chữ r có độ cao là 2,25 ly. Rồi ghép với vần ướt, chúng ta sẽ được tiếng chuột thanh nặng dưới con chữ ơ. Như vậy là cô hướng dẫn các em luyện viết xong tiếng vần, tiếng từ có chứa vần yết, vần uốt, vần ướt. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau chuyển sang tiếp phần tiếp theo. Chúng ta cùng nhau luyện đọc các từ ứng dụng có chứa vần hôm nay chúng ta học. Các em hãy nghe cô đọc từ thứ nhất. Sáng suốt. Sờ an sang sắc sáng. Sờ uốt suốt sắc suốt. Sáng suốt. Trong từ sáng suốt thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học? Các em ạ, trong từ sáng suốt thì tiếng suốt có chứa vần uốt hôm nay chúng ta học đấy. Suốt. Sờ uốt suốt sắc suốt. Sáng suốt. Tiếp tục cô mời các em đọc cho cô từ tiếp theo. Yết thị. Yê tờ yết sắc yết. Thờ y thi nặng thị. Yết thị. Tiếng yết có chứa vần yết hôm nay chúng ta học. Các em ạ, yết thị là một cái bảng tin để thông báo, ghi những cái nội dung mà thông báo cho mọi người thì gọi là yết thị. Tiếp theo chúng ta đọc từ vượt khó. Và ướt vướt nặng vượt. Khờ o kho sắc khó. Vượt khó. Trong từ vượt khó thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học? Các em ạ, trong từ vượt khó thì tiếng vượt có chứa vần ướt hôm nay chúng ta học đấy. Vượt. Và ướt vướt nặng vượt. Vượt khó. Tiếp tục cô mời các em đọc cho cô giáo từ tiếp theo. Thiết kế. Thờ yết thiết sắc thiết. Ca ê kê sắc kế. Thiết kế. Trong từ thiết kế thì tiếng thiết có chứa vần yết hôm nay chúng ta học. Thiết. Thờ yết thiết sắc thiết. Thiết kế. Cô mời các em đọc lại các từ này. Sáng suốt. Yết thị. Vượt khó. Thiết kế. Như vậy đây là những từ mà có chứa tiếng có vần hôm nay chúng ta học. Để các em luyện đọc tốt hơn, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện đọc. Bài đọc của chúng ta hôm nay có tên là Người sáng chế chuột máy tính. Cô mời các em chú ý lắng nghe cô giáo đọc mẫu. Người sáng chế chuột máy tính. Engol Bát là người sáng chế ra chuột máy tính. Vượt qua bao khó khăn, ông đã thiết kế nhiều thiết bị máy tính có ích cho con người. Ông đã để lại cho cuộc đời bài học về tinh thần vượt khó và biết theo đuổi ước mơ. Như vậy các em vừa nghe cô giáo đọc mẫu cả bài. Bây giờ các em cho cô giáo biết bài đọc này gồm có mấy câu. Các em hãy nhập vào phần bình luận giúp cô. Chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả. Câu 1 từ đầu cho đến máy tính. Câu 2 từ vượt qua cho đến con người. Câu 3 từ ông đã cho đến hết. Như vậy bài đọc này gồm có 3 câu.
Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc và đánh vần từng câu một nhé. En en g ôn gôn b át bát sắc bát l a la huyền là ng ươi ngươi huyền người s an sang sắc sáng c ê chê sắc chế r a ra c uất chuốt nặng chuột m ai may sắc máy t inh tinh sắc tính en gôn bát là người sáng chế ra chuột máy tính và ướt vướt nặng vượt của a qua bờ ao bao khờ o kho sắc khó khờ ăn khăn ô ngờ ông đờ a đa ngã đã thờ yết thiết sắc thiết ca ê kê sắc kế nhờ yêu nhiêu huyền nhiều thờ yết thiết sắc thiết bờ y bi nặng bị mờ ai may sắc máy tờ inh tinh sắc tính cờ o co sắc có y chờ x sắc x chờ o cho cờ on con ngờ ươi ngươi huyền người vượt qua bao khó khăn ông đã thiết kế nhiều thiết bị máy tính có ích cho con người. Tiếp tục chúng ta cùng nhau luyện đọc tiếp theo. Ô ngờ ông đờ a đa ngã đã đờ e đê hỏi để lờ ai lai đặng lại chờ o cho cờ uốc quốc đặng cuộc đờ ơi đơ huyền đời bờ ai bai huyền bài hờ óc khóc đặng học vờ e vê huyền về tờ inh tinh thờ ân thân huyền thần và ướt vướt nặng vượt khờ o kho sắc khó vờ a va huyền và bờ yết biết sắc biết thờ eo theo đờ uôi đuôi hỏi đuổi ưa cờ ước sắc ước mờ ơ mơ ông đã để lại cho cuộc đời bài học về tinh thần vượt khó và biết theo đuổi ước mơ. Như vậy cô hướng dẫn các em đánh vần và luyện đọc 3 câu trong bài. Bây giờ cô mời các em đọc lại cả bài nhé. Người sáng chế chuột máy tính. En gôn bát là người sáng chế ra chuột máy tính vượt qua bao khó khăn ông đã thiết kế nhiều thiết bị máy tính có ích cho con người ông đã để lại cho cuộc đời bài học về tinh thần vượt khó và biết theo đuổi ước mơ. Các em hãy cho cô giáo biết trong bài đọc vừa rồi cô và các em cùng luyện đọc thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học. Các em ạ, trong bài đọc này thì tiếng người có, cô xin lỗi nhé, tiếng chuột có chứa vần uất hôm nay chúng ta học, tiếng vượt có chứa vần ướt hôm nay chúng ta học, và tiếng thiết có chứa vần yết. Tiếp tục là chúng ta tiếng biết có chứa vần yết, tiếng vượt có chứa vần ướt. Đó là những tiếng mà có chứa vần hôm nay chúng ta học. Vậy các em cho cô giáo biết, vừa rồi cô và các em cùng nhau luyện đọc bài đọc, bạn nào cho cô biết ai là người đã sáng chế ra chuột máy tính? À các em ạ, dựa vào bài đọc chúng ta biết được rằng người sáng chế ra chuột máy tính đó là En Gôn Bát, là người đã sáng chế ra chuột máy tính đấy các em ạ. À, như vậy là cô và các em vừa cùng nhau luyện đọc xong bài đọc. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần tiếp theo. Chúng ta cùng nhau ước mơ về tuổi thơ của mình. À, như vậy là chúng ta có thể chia sẻ với các bạn về ước mơ tuổi thơ của mình. Mình ước mơ được làm gì và muốn làm những gì. Ở đây hai bạn đang ước mơ mình sẽ được ca hát, được trở thành ca sĩ đấy các em ạ.
Như vậy chúng ta có thể trao đổi với các bạn về mơ ước của mình nhé. Và để thực hiện được ước mơ đó thì các em cần phải chú ý trau dồi kiến thức, chăm ngoan, học giỏi để sau này chúng ta làm được việc có ích cho xã hội nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.